gì vậy? Làm cái gì hả? Làm cái này được không? Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Nằm im! Đây là phần nói về những tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy á. Cho nên là chỉ cần cái giọng đọc nó mượt mà và ngọt ngào hơn. Mà tuy nhiên á, mình cần cái giọng đọc nó hơi mộc, rõ chữ để cho khán giả hiểu được chất lãng mạn và thi vị của nhạc sĩ thể hiện trong ca khúc này. Dạ. Anh hiểu một, không? 2, 3. Đây là hai bản ha. 1, 2, 3. Có gì không hiểu em cứ hỏi thêm chị ha. Dạ, dạ. Đây, đây là cái khúc mà mình cần đọc cái giọng mà nó mượt mà. Em nhớ xem kỹ một chút xíu nha. Dạ, chỗ này có mấy chỗ sai nè chị. Ờ, cái này không sao, không sao. Chào mọi người, chào mọi người. Dạ, chào sếp. Khỏe không? Được rồi, dạ. Vậy thôi, một, vậy ok hai, nha. Ba. Dạ. Bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là Thủy Cơ, là nhân viên mới của công ty. Dạ. Chào em. Chào chị. Sao? Công việc thế nào? Dạ, mấy khúc này chị sửa như vậy là được hết rồi phải không chị? Mấy cái này là đúng rồi phải không đúng chị? Rồi. Dạ. Có gì mà em không hiểu thì cứ hỏi thêm. Dạ dạ. Ok, cố gắng lên nha. Dạ. Có gì không hiểu thì cứ hỏi chị Ly dạ. nha. À, nhất là chỗ này nè, em nhớ để ý kỹ dạ, nha. Dạ em biết rồi. Dạ. À, Thủy Cơ. Phương Hạnh. Phương Hạnh khỏe không? Lâu quá không gặp. Phương Hạnh làm gì ở công ty vậy? Hạnh làm biên tập viên. Hạnh làm bao lâu rồi? Hạnh làm cũng 2 năm rồi. Ừ, Thủy Cơ mới vô, chân ướt chân ráo, có gì Hạnh chỉ thêm nha. Mà Hạnh nghĩ Thủy Cơ mới vô chắc là chỉ làm đọc dự báo thời tiết thôi. Còn Phương Hạnh đó thì toàn biên tập cho chương trình lớn, chỉ sợ là không có dịp làm chung với Thủy Cơ đó. Vậy hả? Ừ. Vậy thì hẹn Phương Hạnh ở chương trình lớn hơn nha. Mình đi. À mà nè, dạo này Thủy Cơ với Thanh Hà có liên lạc với nhau không? Mình không. Vậy hả? Ừ. Còn Phương Hạnh với Thanh Hà thì email suốt à? Anh sẽ giới thiệu với mọi người và cả Phương Hạnh nữa. Hình như hai người biết nhau rồi hả? À, giới thiệu với mọi người nha. Đây là cô Thủy Cơ, là phát thanh viên mới của công ty. Dạ, 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 dạ. Và chiều nay công ty của chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào mừng một nhân viên mới vào. Yeah. Chào mọi người. CG Building Materials giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam các vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường. Các sản phẩm duy nhất của SCG. Chào ba buổi sáng. Ờ, chào Vinh buổi sáng. SCG Smart Board, hệ thống làm mát nhà, các sản phẩm thuộc thương hiệu anh. Tối nay anh có đi trực không? Có chứ. Tối anh về, anh ăn cơm xong là anh đi liền. Vậy ai chỉ bài cho con? Tối nay Bin hỏi bài mẹ đi, được không? Dạ được, chút nữa ba chở con đi học nha. Bin hư quá à, mẹ chở con đi học không được hay sao con cứ đòi ba? Con thích ba chở hơn. Rồi rồi, thôi được rồi, đi con. Dạ. Sau đây, mời các bạn theo dõi phần tin thời tiết. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và chương trình dạo này đổi người mới. Cô này xinh nói năng lưu loát chứ không có nói ngọng như cô cũ anh ha. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông cái con này. Cái ghế này của bà ngồi hả? Cái này xuống coi. Thì ông ngồi đi. Từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra
Mấy đứa ồn ào à, giữ im lặng. Những thằng già như tụi anh mất hết nửa đời người, sống trong gian khổ khó khăn. Tuổi xuân đâu đó qua đi mà không kịp nhớ. Tình yêu thì cứ như một thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời. Anh đâu dám mơ một ngày có em nằm kề bên. Đam mê cho đủ một đời tưởng như đã mất. Tuyệt cơ, anh chưa từng gặp một cô gái nào gợi cảm như em. Anh xin lỗi nha. Ba nhớ về ăn kem nha. Ba hứa là dẫn mẹ con đi ăn kem mà. Rồi, ba biết rồi. Con nói với mẹ là ba sẽ về liền, được chưa? Con với mẹ chờ ba đi ăn kem nha. Ba đi lâu quá à. Rồi, ba biết rồi. Nhưng mà ba đang bận công việc, ba sẽ về ngay. Ba hứa rồi nha. Cho mình xin miếng nước đi Đoan Linh ơi. Ủa, ai là Đoan Linh? Em xin lỗi. Gần xong chưa chị? Ừ, em đi uống nước tí đi. Chị đánh thêm má hồng nữa là xong rồi. Vậy thôi chị đánh luôn cho em đi, em cũng không khát lắm. Ừ. Mà phải công nhận ở nhà Thủy Cơ, em chỉ cần mái cúp nhẹ thôi là đã đủ đẹp rồi đó. Ráng lên, rồi sau này mình sẽ làm nhiều chương trình lớn. Dạ. Ủa, mà em học ngành báo chí ra hả? Dạ không, em tốt nghiệp trường múa. Chà, hay dạ, còn có nghề múa nữa hả? Ừ, vậy cái nghề múa với nghề MC á, cái nào chính, cái nào phụ? Ờ, còn tùy thuộc vào công việc nữa chị. Nhưng mà em vẫn thích múa hơn. Ừ. Ừ, xong rồi đó em. Cảm ơn chị. Xong chưa cưng? Dạ, xong rồi chị. Chuẩn bị nha, sắp tới em rồi đó. Dạ. Ờ, chị xin lỗi. Alo, tôi nghe nè bà. Ờ, bà cứ việc thoải mái đi nha. Tôi sẽ làm giùm bà chương trình đó ha. Ừ, nghe giọng của bà yêu đời quá ha. Người yêu về có khác ha. Mà nè Phương Hạnh, hôn phu của bà tên gì vậy? Ồ, tên Thanh Hà hả? Đàn ông mà tên dịu dàng quá. Ờ, vậy thì bữa nào có dịp bà nhớ giới thiệu cho nhóm mình biết nghe chưa cô nương. Ờ, ok. Rồi, bữa nào có gì mình gặp nha. Rồi, bye bye ha.
Em, xong rồi ra ngay nha em. Dạ. Kính thưa bà con cô bác, thiên hạ gần xa. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đúng là tháng tốt ngày lành. Xác cậu ngồi đây để chờ giông nhập vào, về báo điều lành điềm tốt cho dân làng mình. Cậu làm gì vậy cậu? Cậu nhắn tin. Cậu nói cậu đang nhắn tin cho giông. Mời cậu dùng trà. Mời cậu dùng tiền. Vào ngày vía bà, hội sẽ tổ chức lễ rước thánh ảnh, rước bát nhang từ đền thờ chính của xã bên về thờ. Đền xã nhà vừa được thành lập, bát nhang và thánh ảnh phải được rước trên xe tư mã. Không có xe tư mã thì phải là xe bốn bánh, dành cho những người có căn tu và được trọng vọng đi. Vậy là ý bà đã rõ, bà không đi taxi hay xe chạy hợp đồng. Dạ. Mà phải đi xe của người có chức có quyền, là loại xe xe đời mới, có đĩa CD, có máy lạnh để dọc đường mở các bài hát hát về chầu văn cho đỡ buồn. Vậy các cụ thấy ý bà như vậy có được không? Vậy làm sao, làm sao bây giờ tìm ra những chiếc xe đúng như vậy được? Đúng rồi đó. Ông có con gái là phát thanh viên của đài truyền hình, cả xóm cả làng này ai mà không biết. Mượn cái gì của những người có chức có quyền mà không được? Tương lai của hội bà ở quê nhà nó sẽ ngày càng lớn mạnh, thì lúc đó sẽ không có ai so sánh với cái chức hội trưởng của ông đâu. Đúng rồi. Đúng. Mình mình đón rước bà đàng hoàng, bà sẽ phù hộ cho cả quê mình. Công đức của ông là lớn lắm đó. Linh thử đại tự là gì anh? Theo bản sử nhà Lê thì linh thử đại tự là nơi thờ một con chuột. Nó to như một con heo vậy, xuất hiện từ cuối thời Lê Mạc. Mỗi đêm cái con chuột kinh khủng này nó đi ăn, rồi nó phá hết lúa. Mà đó là nguồn sống của nhiều gia đình. Nó đi tới đâu á là mùa màng, đói kém, mất mát tới đó. Thiên hạ thì căm uất, rồi đi tìm nó, nhưng mà nó lúc ẩn lúc hiện, nên không biết cách nào mà tiêu diệt được nó. Là thấy nó tinh quái, nên người xưa mới biến nó thành một vị thần. Vậy là mới có cái nơi thờ tự này. Em biết không, ngày xưa người ta mưu cầu hòa bình với các thế lực siêu hình có thể phá hoại công danh của mình. Còn thời mở cửa, đến với thần chuột là đến với bản sắc dân tộc. Không trừ khử được cái phi lý thì phải chấp nhận nó thôi. Em biết không, đó là cách sống còn đúng tới tận bây giờ. À, em có muốn vào cùng với anh không? Để khi khác đi anh. À, chờ anh chút nha. Dạ.
lâu quá không gặp. Không gặp. Chào anh. Chào anh. Anh đi chùa hả? Anh à, làm ăn vẫn tốt chứ? Chúng tôi làm ăn vẫn vậy à. Bữa nào gặp lại anh ha. Tôi xin phép. Chào anh. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Chào. Chào anh. Dạ em. Hai người đó là ai vậy anh? Một tay thì bên sở xây dựng, còn một tay thì bên văn phòng ủy ban. Anh có vẻ lo hả? Thời buổi này ai cũng bắt tay với âm binh, biết nhau hết, cần dễ phải lo. Vậy sao con buồn? Anh đã nghe tin thằng cha chủ tịch hội nhà văn đã bác đơn xin vào hội của anh. Đã vậy hắn ta còn chơi xấu anh, chơi quê anh nữa. Bộ ông ta ghét anh hả? Chơi với nhau từ hồi còn ở trong rừng. Mấy năm nay anh làm ăn được, anh vẫn điếu đóm đầy đủ. Vậy mà chẳng qua là anh muốn có thêm được cái tiếng nhà văn, nhà báo hay nghệ sĩ, nghe nó cũng hay hay. Cô về nhà luôn hay sao vậy? Anh cho tôi về nhà. Mạnh Khánh nè, giám đốc có nói với anh là giám đốc đi đâu không? Xin lỗi cô, bổn phận của tài xế tụi tôi là không được phép nói bất cứ điều gì liên quan đến đời tư của sếp, cô thông cảm. Alo. Trời đất, sao con bệnh như vậy mà em không nói cho anh biết? Được rồi, em cứ ở nhà đi, anh về tới liền. Cô thông cảm, con tôi bị sốt nặng phải chuyển đi cấp cứu. Nhà tôi thì ở phía trước, cho nên... Vậy anh về liền đi, về đưa nó đi bệnh viện. Ừ. Cảm ơn cô nha, nãy giờ làm phiền cô quá. Ủa anh, con nó đỡ chưa anh? Để tôi đưa cô về nha. Thôi khỏi, tôi chỉ coi chị nhà có chuyện gì cần tôi giúp không. Như vậy tôi ngại quá. Cảm ơn cô nhiều nha. Không có gì. Nó khỏe chưa anh? Dạ cháu khỏe rồi. Cũng may là đi cháu đi khám kịp thời. Vậy thì tốt quá. Thôi vậy tôi về trước nha. Dạ chào cảm ơn cô nha. Dạ. Thôi mình đi anh. Con nghe đây ba. Con gái à. Ba nhờ con giúp ba việc lớn nha. Đây là tâm nguyện của cả cuộc đời ba. Mà con hứa giúp á, ba mới nói. Con hứa. Có gì ba cứ nói đi, khó cách mấy con cũng sẽ làm. Tuần sau là rằm rồi, con nhớ về thăm ba nghe. Có chuyện gì gấp không ba? Để con sắp xếp công việc rồi con về. Mà con phải về bằng xe hơi xịn thiệt là đẹp á. Giống như chiếc xe hơi mà giám đốc của con á, ông sếp của con cho mượn á. Trời đất ơi, sao ba đòi hỏi oái oăm như vậy để làm gì? Đây là tâm nguyện của cả cuộc đời ba. Con mà không giúp á, là ba chết luôn á. Ba nhắc lại một lần nữa, đây là tâm nguyện của cả cuộc đời ba. Con mà không giúp á, là ba chết á. Alo, ba ơi. Ba. Trời ơi, sao chưa nói chuyện xong đã tắt máy rồi. Thủy Cơ, có chuyện gì à? Dạ không có gì đâu anh.
Em thấy không, anh sáng tác cũng nhiều quá đó chứ. Vậy mà cái tên chủ tịch hội nhà văn đó, hắn ta dứt khoát không cho anh vào hội. Vậy mình có cách nào làm cho ông ta đổi ý đâu không anh? Trước mắt thì anh vẫn chưa nghĩ ra cách. Em muốn đi. Vậy để em giúp anh cho. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà trước tiên anh phải hứa giúp em một việc đã. Việc gì đâu? Thủy Cơ nghe đây Đoan Linh. Trời ơi, nổi tiếng quá quên hết bạn bè phải không? Đáng đâu vậy? Chạy ra cái chỗ tụi mình hay ngồi đi, nguyên đám đang đợi nè. Đoan Linh cho Thủy Cơ hẹn dịp khác đi. Hôm nay Thủy Cơ có việc rồi. Tôi biết mà, người nổi tiếng hay nói vậy lắm á. Nó nghe nè, ra nha, không ra là tôi giận luôn á. Thôi mà, để hôm khác nha. Không có hôm khác nào trơn, không ra tôi giận luôn. Anh chở tôi về nhà lấy đồ rồi mình đi luôn nha. Cho tôi hỏi cái này được không? Anh hỏi đi. Chiều nay con tôi được bác sĩ cho về, tôi phải ghé làm thủ tục để xuất viện, rồi đưa mấy mẹ con về cho ổn định đàng hoàng. Mai đi sớm được không cô? Hôm nay là ngày mấy âm lịch vậy kìa? Ok, vậy sáng mai mình đi sớm. Nhưng cô làm ơn, đừng phiền hà về với giám đốc giùm tôi nha. Anh yên tâm đi, đừng có lo. Đoan Linh, Thủy Cơ nghe nè. Đoan Linh biết Thủy Cơ bận mà. Đoan Linh, alo. Alo. Nói tóm lại là Thủy Cơ có ra không? Gọi lại lần nữa đi. Ê, nói chuyện xóc xỉa với ai vậy? Thì gọi đến nước đó mà nó không ra thì thôi chứ. Mắc cười ghê vậy đó. Okay. Ý của Đoan Linh nãy giờ là ba đứa không vui đúng không? Nói chuyện dài kiểu đó vậy hả? Ý của Đoan Linh là muốn gặp Thủy Cơ để coi coi cuộc sống sao. Thì sống vui, sống khỏe, sống đầy đủ tiền tình chứ sao. Vô đi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng. Nè nói trước nha, đi nhậu mà cái mặt kiểu này buồn quá, đi về cho mấy má. À, buồn quá. Hát đi hát đi, đang buồn nghe bài này là xong luôn rồi đó. Vui ghê vậy. Trời trời, đang buồn đổ, nghe bài nhạc. Đổ đi, đổ đi cho nó vui. Đổ đi. Đổ hả? Dạ đổ nha. Câu hỏi sẽ rất là thâm thúy nè. Nắng. Nắng. Nắng, 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 nắng. Ok, nắng 3 năm tôi chưa hề bỏ bạn. Mưa một ngày sau bạn nỡ bỏ tôi. À, câu đố đúng không? Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn. Mưa một ngày sau bạn bỏ tôi. Là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì? Ok, 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 mà là cái gì, là cái gì? Là cái bóng phải không? Trời, ngồi liếc. Em ơi, cho anh cái ly đi em. Rồi, tới liền. Cái bia đi chế. Lon bia nữa nha, lon bia nữa. Vô nè. Vô.
Trời vui quá. Cái gì nữa vậy? Gặp tư cơ vui dễ sợ quá. Vô vô vô. Vô. Mừng lâu ngày mình gặp lại nhau. Vô vô vô. Thành phố mưa bay. Chuy cơ, Long Linh uống hết rồi đó. Uống hết luôn nè. Chơi mà để Long đền hả? Nghe hơi thở chành. Đưa ly lấy đá cho. Niềm nhớ môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay. Tiếng hát em còn đây. Cái ly coi. Tơ vương lệ thầm. Chú uống miếng nha. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn. Em đi rồi thành phố hôm nay. Cảm ơn chú nhiều. Mưa sang đầy lạnh quên nữa. Ê, ghé vũ trường chơi. Để đi chung chó vui Thủy Cơ. Hôm khác đi. Gặp bà khó quá à. Đi qua chơi liền đi. Vô chổng chơi, nhảy nhót chút xíu cho đời nó vui. Thủy Cơ, đi chơi đi. Anh em ta là một gia đình. Đó, mấy anh cứ thoải mái kiểm tra. Ở đây, tụi này làm ăn đàng hoàng mà. Trên này làm thanh ánh sáng. Bên kia là khu VIP. Ôi, quá trời luôn. Gặp gì tôi à? Gặp lại mấy chị em hợp sức. Nói xong rồi uống xỉn xỉn. Quá trời xỉn luôn. Mà nhớ là mình vui vậy. Vậy đi đâu lên. Mình đẹp quá mà. Nè, mấy cái đứa này. Dạ. Yên tĩnh chút coi. Công an họ đang kiểm tra kìa. Đoàn Linh. Dạ. Bữa nay không tập hả? Có. Thôi để tụi em đi tập. Đi 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 mấy đứa. Bye. Đi. Thôi kệ để nằm đi. Nghe đi nghe. Đi. Đi. Đi với tôi. Nhưng mà không có gì đâu. Qua bên đây. Chào anh. Bọn anh điều tra về đây hả? Có tên tội phạm nào đang lọt vào mắt xanh của anh nhờ? Thủy Cơ mệt rồi hả? Thủy Cơ về nghỉ đi. Tôi muốn uống thêm chút nữa. Thủy Cơ muốn uống thêm chút nữa hả? Tôi phải công nhận là Thủy Cơ rất ngon. Tôi đã thấy Thủy Cơ nhiều lần ở trên TV đó. Tôi chúc mừng công việc mới của Thủy Cơ nha. Bây giờ thôi mình đi về ha. Ủa, Thủy Cơ. Cô ấy uống nhiều quá. Cảm ơn. Ừ.
Em say quá rồi. May mà có anh tới kịp. Anh không muốn em tới những chỗ đó đâu. Anh Khánh, xin lỗi anh, em ngủ quên mất. Anh chờ em chút nha. Bảo sao mới tới nhà cô vậy? Còn khoảng 10 cây nữa hả anh Khánh? Cái xe mà có chuyện gì chỉ khổ thân tôi. Cô đâu có biết những cuộc họp của phòng hành chính quản trị, cánh lái xe tụi tôi lúc nào cũng bị xài xẻ hết trơn. Sao anh khó khăn quá vậy? Bộ anh không thương em hả? Sao vậy? Chỗ này không qua được đâu. Cô gọi xe ôm nếu mà về đi. Tôi ra ngã ba quốc lộ ngồi chờ cô. Anh, thôi giúp em đi mà, gần về tới nhà rồi, còn có chút xíu nữa à. Nhanh. Thôi được rồi, khổ quá đi. Đi anh. Cho chị ít tiền đi. Bài đã có. Dạ. Ồ, bé nhỏ mừng ghê không? À, thôi thôi, có tiền để rồi đi. Ê, có gì cho anh không mày? Có quà cho anh nè. Ơ, à, anh ừ? Để vali cho em đi, anh vô nhà nghỉ ngơi. À. Dạ, cảm ơn anh. Chơi ngoan nha. Ôi, xe đẹp quá. Xe nó đẹp quá. Mày về như vậy á, là vui rồi. Không. Cũng ổn rồi. Đi. Thằng đó chơi vậy là yếu. Tôi mà chơi một phát là đi đứt nửa căn nhà. Tôi mà chạy như nó là nhục. Chó, mày chửi ai nhục mày? Ê mày nói gì mày? Hả? Chửi tao hả mày? Chó, buông ra anh. Trời ơi, cái gì vậy? Các anh chị ơi, em xin mà. Thôi anh ơi, tiếng thọ mày quá. Thôi chứ. Thôi bỏ ra mày ơi với tao. Nhậu nhạc vui vẻ. Tao nói mày biết á. Thôi bỏ kệ đó mày. Coi chừng như mày. Ủa đây nè.
Kể mấy con đứa tranh đó mày, quan tâm làm gì? Ba mày cứ không gọi nữa. Mày là con gái bất hiếu. Trời ơi, cái gì mới sáng sớm đã ngáp rồi. Tao coi phim sáng đêm đó. Bộ phim Ngày Mai Trời Lại Sáng hay lắm, 105 tập. Tối qua tao khóc sưng mắt vì cô Tú Xảo đó. Má đâu rồi? Ở trỏng á. Xe tao đẹp không? Hai mẹ tình đánh tao. Hai mẹ tình đánh tao. Hai mẹ tình đánh tao. Các bạn là con gì vậy? Má. Con. Mới về hả con? Con vừa tắm rửa đi. Má làm gì vậy? Để má nấu cơm cho con ăn. Để con phụ má thôi, nha. Thôi thôi thôi, lọ nồi dữ lắm. Con đi ra ngoài rửa mặt tắm rửa đi nha. Dạ. Đó. Bây giờ là phạt mày một ly. Hả? Cái gì? Nói chung là mày cũng có lý của mày. Tao có lý của tao. Đâu rồi, đúng rồi. Không ai hoàn hảo đâu, đúng không? Đúng rồi. Rượu đâu uống hả? Chạy qua nhà bà tám mua. Thiệt ơi, có hội đình làng tới tìm con nè. Lên đây bao biểu nè con. Quà của cô Út cho tao mà. Cái này cô Út cho tao. Cái này của tao mà. Nhanh lên con. Dạ con chào các bác. Vừa hay tin con về á, mấy vị ở hội đình làng nè tới muốn gặp con. Dạ con cảm ơn. Mời mấy vị ăn tòa. Dạ con mời các bác. Trời ơi, ta đánh bà đi chợ. Trời ơi mấy đứa, cái sòng bài này dẹp. Dạ dạ dạ. Vô trong bỏ. Con nhà kia đây. Giải tán. Dẹp cái này đi. Rồi. Đi vô. Rồi gần xong rồi nè. Vô trong ngồi đi. Đi đi. Sao tự nhiên vô đây? Giới thiệu với các vị. Đây là con gái tôi làm ở đài truyền hình. Giới thiệu với con. Đây là chú Quy, hội phó hội đình làng. Dạ chào bác ạ. Còn các vị ở đây á là hội viên. Dạ chào các bác. Chào con. Trời ơi, lúc này người ta làm lớn có khác. Cả đời dì Mười mới thấy một chiếc xe đẹp như xe của con. Dạ. Đêm nào cũng thấy con trên truyền hình. Quan to quan nhỏ chẳng ai biết. Chứ cháu của dì cả làng cả xóm ai cũng thuộc mặt. Dạ. Nghe tin con về, cô bác ở đây cũng có chuyện muốn bàn với con. Dạ. Thấy cái xe của con á là bà con cô bác ở đây hài lòng lắm. Bác biết con không có để ba con phải thất vọng mà. Thánh ảnh và bác ngang phải được rước trên xe tứ mã. Không có xe tứ mã thì phải là xe bốn bánh, dành cho người có căn tu được trọng vọng đi. Cái xe của con á chắc là của cán bộ đầu ngành đúng không? Dạ, đây là xe của sếp con ạ. Quá hay. Coi Thủy Cơ nhà mình chắc được sếp cưng chiều lắm đây. Nhà mà có một cô dạ. con gái như bay là tương đương với 10 thằng con trai luôn á. Vậy là mình đón rước bà đàng hoàng, bà phù hộ cho cả xã. Công đức nhà ông lớn lắm đó. Đúng vậy. Dạ, em ở dưới này mấy bữa nữa em lên. Dạ vui, cảm ơn anh. Anh ở trên đó
nhớ giữ sức khỏe nha. Em biết rồi. Em chào anh. Anh Khánh. Hả? Em cảm ơn. Không có gì. Mà nè, sao người nhà của cô nhậu suốt ghê quá vậy? Tôi nhậu không có lại. Chuyện gì vậy Hạnh? Tụi này sắp làm đám cưới, Thủy Cơ sắp xếp tới dự nha. Khi nào vậy Hạnh? Anh Thành Hà tính là tháng sau. Vậy Phương Hạnh cứ gửi thiệp cho Thủy Cơ nha. Thủy Cơ có gì gấp phải đi trước. Chào. Chị hả? Em gần nhà chị nè. Em biết chị biết múa nữa. Nhóm mình ơi, lại đây. Giới thiệu với nhóm mình, đây là chị Thủy Cơ. Dạ, 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 dạ chị. Chị ấy là diễn viên múa đó. Giới thiệu với chị, đây là vũ đàn Én Việt của tụi em. Rất hân hạnh. Tụi em đang chuẩn bị tập múa để cho tiết mục văn nghệ sắp tới. À mà chị ơi, chị thấy tiệm múa đẹp không chị? chị nói cho chị. Thật ra chị thấy mấy đứa múa chưa có được đều lắm, giống như là mình chưa có được nhuần nhuyễn động tác vậy đó. Dạ, tụi em tập hoài mà cũng không có đều, trong khi đứa nào cũng thuộc bài hết á. Nếu muốn nhuần nhuyễn để tạo đội hình đẹp á, thật ra không phải chỉ thuộc động tác thôi, mà còn phải cảm nhận được giai điệu, cảm nhận được cơ thể, cảm nhận được sự uyển chuyển trong từng động tác, như vậy mới tạo được cảm xúc cho múa. Mà chị ơi, cảm nhận thân thể là sao hả chị? Giống như thiên thần vậy đó. Giống như là tụi em đang bay trên một vùng trời rộng lớn, cảm giác lâng lâng, nhẹ tên, rồi tay chạm phải một đám mây và gặp vài cánh chim bay ngang qua. Vậy là mình phải tưởng tượng phải không chị? Tất nhiên.
Vậy thì bây giờ tụi em tập lại một lần nữa cho chị xem nha. Đi. Anh hẹn em khi trời đen, mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm. Mong thật lâu chẳng thể người đâu, anh nơi đâu có biết em buồn giờ. Buồn quá đi thôi, ngày với đêm trôi em mong đợi vì tôi. Anh nơi đâu hãy quay về với em. Giờ biết sao đây, chẳng thấy anh đâu em mong đợi thật lâu. Ơi giỏi. Có bà ngoại nhà ông con. Dạ có. Ăn xong cho rầu đi ông ơi. Ơi có bà Tám Kim. Tới bà. Đăng đăng đê đê. Tiền gì. Chào các cô các chú. Chào bác. Cả nhà ngồi chơi vui quá ha. Làm đi cho vui bà. Dạ. Cảm ơn bà không có nhậu. Mời chị vô nhà. Ủa thằng hai đâu bà mày? Hai chục nhiều đâu, hai chục nhiều rồi. Trời ơi, 2.000 một bàn mà. Kêu nó mình đi đâu hả thằng mày? Tình hả? Đủ tiền rồi, đủ tiền. Nè, bánh lẹ đây. Giữ thần hôn, con gái về từ sáng tới giờ không thấy ghé quán được chơi. Dạ, tôi cũng tính ghé đó. Nhưng mà bận rộn từ sáng tới giờ nên không qua tiệm để trả nợ. Đây, tiền của chị, tôi trả lại cho chị nè. Chị cứ từ từ. Chị cầm đi. Tôi sang đây là để tôi thăm con Út. Chị cứ từ từ. Không, thăm thì thăm, từ từ nhưng đi mà nè. Nợ thì cứ trả. Chị cầm đi. Cho ai nợ thì tôi không có yên tâm. Chứ cho bà Năm nợ là tôi không có lo. Tiền bạc thì trả sòng phẳng, đàng hoàng, đúng hẹn. Mà có trễ hẹn chút á thì chị cho tôi xin tiền lời. Dạ. Dạ, đây là tiền lời. Chị cầm giùm em. Nè nè, tôi thấy chiếc xe hơi đậu ngoài kia trị giá cả bạc tỷ á. Coi bộ nhà chị có phước á, đổi đời nhanh như chớp. Thì cháu nó được lên truyền hình cũng khá khá. Đó, có ăn có học thì nó cũng khác. Chứ ai đâu như con gái nhà ba lơn á, đi bán bia ôm bị bệnh sida. Con gái nhà tám súng á, thì lấy chồng Đài Loan bị đánh u đầu sức tráng. Chạy về Việt Nam kịp chứ không là bị đánh tồi mạng rồi. Còn con gái ông hai tẹo á, thì đi làm ô sin cực khổ ê chề. Đã vậy còn bị thằng cha chủ sàm sỡ. Giờ vác bụng bầu về gần đẻ. Còn con thủy cơ nhà mình xinh đẹp thì không ai qua rồi. Giờ tương lai có thể trở thành minh tinh bằng bạc. Sao vậy bà? Tôi nhớ lúc thủy cơ nó còn nhỏ đó, qua quán của bà mua thiếu, bà đâu có bán đâu. Sao giờ khen nức nở luôn vậy? Hồi xưa khác, còn giờ khác. Ủa, khác sao bà? Hồi xưa thì nhà nó nghèo, còn giờ nhà nó giàu, khác xa nhau. Mắc cười quá ha. Vậy là nghèo quá là ghét, giàu là thương vậy đó ha. Cái thứ gì? Ở đây là không có ghét thương gì đó. Ở đây là tôi tính kinh tế, tài chính của khách hàng, để tôi phân khúc thị trường của tôi thôi. Ủa, bộ bà có học kinh tế ở trên TV hay sao mà cái gì mà phân khúc khúc thị trường ở đây nữa? Thôi con. Thôi con đi mấy ra chú đi. Đi nhậu ra đi. Thị ra trường đi. Là của tôi, rượu là của mấy chú. Để tôi tâm tình với chị Năm, để coi thử tình hình con thủy cơ như thế nào, để còn phổ biến cho cái xóm núi này nó tự hào. Trời ơi, nó lên truyền hình chứ có phải chuyện chơi đâu. Nè, tôi có chai Maizena, chị mang về, chắc con thủy cơ nó khoái lắm. Maizena là cái gì? Tôi thì là thức ăn của Tây đó. Thôi, tôi không biết dùng đâu. Tôi không biết dùng cái này đâu. Đúng là nhà quê. Thủy cơ ơi, Thủy cơ. Má. Xuống đây con. Có cái này cho con nè. Cái gì vậy má? Cái này là sốt Maizena bà Béo tự tay mang qua cho con đó. Trời ơi, ăn gì mấy cái thứ này, nhất là mấy cái thứ sốt này nữa. Để mai ăn cũng được con. Thôi con không ăn đâu. Thì sẵn đó má cũng trả hết tiền cho bà rồi. Vậy là má xài hết tiền con đưa cho má rồi hả? Ừ, má trả hết tiền cho bà rồi. Con không biết tính bà Béo đó. Nợ lâu bà đâu có để cho mình yên thân đâu con.
Cái miệng của bà béo á, chuyên gia đo danh dự con người bằng tiền bạc vật chất, còn quá rành cái thế giới trọng tiền hơn nhân nghĩa của bà rồi. Chị cơ ơi, chị cơ. Ủa, sao em biết nhà chị hay vậy? Dạ, nhà chị hỏi ai cũng biết hết á. Em tới đây để mời chị tối nay lên trường để tham gia hội diễn văn nghệ tụi em. Chị nhớ đi nha. Ủa, vậy là hồi chiều chị thấy mấy đứa tập múa là mấy đứa tập cho hội diễn tối nay đó hả? Dạ đúng rồi. Thủy cơ, sáng mai á là làm lễ rước bà rồi đó. Con chuẩn bị xe cộ cho ba. Dạ, con biết rồi ba. Đi em. Dạ. Ủa, anh Khánh, sao anh ngồi đây? À, tôi phải tìm cách trốn ra đây á. Chứ nhậu như cái kiểu ở nhà cô, chắc tôi chết sớm quá. Mà tôi nói thiệt với cô nha, nhìn cái nhà của cô sao tôi chán quá đi. Ê, anh, anh nói nhỏ tiếng lại coi. Mà nè, sao tôi thấy bữa nay cô không uống rượu vậy? Hồi trước á, khi cô cặp kè với sếp tôi á, cô uống rượu dữ lắm mà cô quá khôi. Anh im đi. Anh làm gì vậy? Buông ra. Cô bảo tôi im thì tôi im. Cô có quyền mà. Nhưng mà tôi nói cho cô biết nha, cô đừng tưởng cô là thiên thần. Hả? Anh say quá rồi đó anh Khánh. Cái gì? Cô nói tôi say à? Tôi không có say. Anh đi vô ngủ đi, sáng mai còn đưa ba tôi đi sớm nữa. Tôi không có đưa. Hả? Nhiệm vụ của tôi á là đưa cô về đây, rồi đưa cô lên, chấm hết. Anh làm cái gì vậy? Làm cái gì hả? Làm cái này được không? Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Nằm im. Cô giỏi lắm. Cô đứng lại.
sớm vậy? Bà đi chưa má? Ông đi rồi. Có chuyện gì vậy con? Má, con có cái này. Má cầm lấy số tiền này. Trời ơi, đâu ra nhiều vậy con? Má, má cất kỹ, đừng cho ai biết hết. Để dành phòng thân nha má. Con còn ăn còn ở, rồi ai lo cho con có một mình con? Má cất đi, con không sao hết. Con có tiền mà, nha má. Con... Xin mời, xin mời, cứ tự nhiên. Tao tao hối. Ai à, mày lấy ít thôi mày. Chào bà nè. Cảm ơn nha. Ngon quá à. Nè mẹ này ngon. Ăn thử cái mùi này nè. Ôi cái mùi ngon quá. Chị ơi, chị là diễn viên múa nè, rồi lên nói truyền hình nè. Vậy chị có làm diễn viên điện ảnh không? Không. Em cũng thích múa lắm. Nhưng mà mẹ không có cho. Mẹ nói em là đừng có mơ mộng. Mà chị thấy em có dễ thương không? Em xinh và dễ thương mà. Thì bởi như vậy, mẹ nói em á, con gái xinh đẹp thì học chi cho nhiều, mai mốt lớn lên lấy chồng Đài Loan đại gia cho sướng cái thân. Rồi em chịu không? Em cũng không biết nữa. Em chỉ thích đi học. Vậy thì em phải ráng học đi. Cho dù mẹ bắt em phải nghỉ thì em cũng phải xin đi học. Em cũng không biết có được không nữa. Nhưng tất cả còn do em nữa. Dạ. Nhưng nhiều lúc em muốn mà cũng không có được đâu chị. Liên ơi, thôi mình về đi Liên. Ừ, đi về đi. Nhưng trước tiên Liên phải cố gắng học giỏi đã. Dạ. Thôi chào chị, em về. Đi đi. Về. Đi về thôi. Thôi chào chị, em về. Chào chị, em về. Chào các em. Đi cẩn thận nha. Nè, nhìn lên cái áo khoác của tôi kìa. Nè, đồ của bà nè. Giờ không đi học nữa. Ừ, áo của tôi. Tội nghiệp gì đâu. Tôi tuyệt vời là chuyện của tôi. Không cần cô lo. Tôi biết việc cô lo lắng. Cái gì vậy chị? Thì cái con Tú Xảo đó, coi phim á mà thương nó ghê. Tội nghiệp nó ghê. Là sao? Trời ơi, sao mà nó khổ dữ vậy không biết nữa. Trời đất ơi, mình khổ chị không lo. Đi xuống phụ má với em đi. Trời ơi, tao có biết gì đâu mà phụ. Mệt ghê, tiệc tùng suốt ngày. Thì tại ba chứ bộ, ba mời khách khứa hết rồi. Nè nè nè, đổ giùm tao cái. Trời đất ơi. Ê Út sao ơi, nữa? Tháng sau á, có tiền cho tao mượn tiền mở quán cà phê nha Út. Có làm được không vậy? Hay là tối ngày ngồi coi phim rồi khóc lóc đi nữa? Đi mà, thì bây giờ có tiền tao mới có thể tính được chứ. Bực mình ghê. Anh Khánh, lo chiều sắp xếp chở tôi về nha. Đừng có ăn nhậu nữa đó. Tôi biết rồi. Thủy Cơ, sao không ở lại ít bữa rồi đi con? Dạ, con phải về đi làm mà má.
anh lại muốn cái gì nữa đây? Bữa trước tôi sai quá, tôi xin lỗi cô nghe. Vợ tôi sắp sinh, mẹ tôi đau cuộc sống, phải uống thuốc quanh năm. Nếu như tôi bị mất việc thì tôi mong cô hãy tha thứ cho tôi. Đừng nói chuyện này cho giám đốc biết. Anh nên lo tập trung lái xe thì tốt hơn. Xuống đây đi. Thúy cơ, sao Thanh Hà biết? Thúy cơ có nhận được những lá thư của tôi không? Có. Vậy sao em lại không hồi âm? Để làm gì hả Thanh Hà? Thủy Cơ và Thanh Hà không thể như vậy đâu. Đã về từ chiều. Anh, sao bây giờ mới về? Em đi vòng vòng cho dễ ngủ, anh làm em hết hồn à. Anh sao vậy? Hình như anh có chuyện không vui hả?
anh có một chút chuyện không như ý lắm. Chuyện gì vậy? Em biết đó, khả năng văn chương của anh không được tốt, nhưng anh rất thích viết văn. Từ nhỏ anh đã mơ ước trở thành nhà văn. Anh cũng đã xuất bản được vài tập truyện ngắn, vài ký sự và một số bài được đăng trên một số báo lớn. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của anh là được trở thành nhà văn, để lại cho con cháu một chút danh tiếng, một số tiền. Anh chưa muốn vậy, nhưng chiều nay anh đã nhận được tin từ bên hội nhà văn, họ đã từ chối cấp thẻ hội viên hội nhà văn cho anh. Đây là lần thứ hai họ từ chối. Thôi anh đừng có nản lòng, rồi mình sẽ nghĩ cách. Dạ. Xin lỗi chú. Chú có phải là nhà thơ Nguyễn Minh không? Đúng rồi. Còn cô? À, con là Thủy Cơ. Sáng nay con có điện thoại cho chú rồi đó. À, nhớ rồi. Dạ. Thủy Cơ. Dạ. Chú, như con đã trình bày với chú trên điện thoại á, con rất là thích thơ của chú. Vậy hả? Con rất là ngưỡng mộ chú, cho nên con muốn xin chụp hình chú một tấm. Với lại con muốn xin chú một tập thơ có ký tặng về làm kỷ niệm. Vậy hả? Vậy thì chụp đi. Dạ. Rồi. Thật là quý quá cho tôi quá. Không gì hạnh phúc cho nhà thơ khi mà thơ của mình được khán giả đón nhận bằng tất cả sự yêu thích. Thơ của chú hay quá mà. Vậy thì tôi sẽ ký tặng cho cô một quyển nha. Dạ. Đây, tặng cô dạ, nha. Dạ, cảm ơn chú. À, đây. Tặng thêm cho cô đây nè ha. Dạ. Con thích bài này lắm. À, tôi còn nhiều bài thơ hay lắm. Được rồi, để tôi sáng tác một bài thơ tặng cho Thủy Cơ. Thủy Cơ. Những nỗi nhớ xuyên qua dòng cây kẻ lá, hờ hững rớt xuống đời. Anh bắt được không giữa trời đất mênh mông, giữa cuộc đời nhiều lo toan trăn trở. Tình yêu anh chỉ như viên kẹo nhỏ, một chút ngọt ngào như muối bỏ sông. Trả lời đi em, kẻo qua hết mùa đông. Đừng để trong anh tháng 12 ngơ ngác, rồi xuân sang anh thành con chim lạc, bay giữa trời bay mãi biết về đâu. Hay quá. Dạ. Đăng Linh. Ủa, mấy bữa nay thiếu ngủ á nên có mắt nó đỏ bụi vô á mà. Đăng Linh, mình đi gặp chị Thiết Cơ đi. Đâu rồi thử coi.
Chứ dạo này mà gặp Thiên Cơ của bộ khó lắm à. Nè, bây giờ ai đi ai ở, không có sàn vậy nữa nghe. Tao đi mày ở. Ê, còn khuya nha, mày nói chuyện mày chỉ với người tao vậy? Thôi. Rồi sao? Hả? Mày có xin lỗi tao không? Sao? Mày đụng tao mà. Mà bỏ đi mà, đi vô. Tao ở Trần Gian nè, tao đẹp thì tao có quyền ha. Học cái thói chảnh chọe đó đâu ra vậy? Cái gì chảnh chọe hả? Ý mình muốn làm sao hả mày? Hả? Ý của mày sao? Thôi, cẩn thận. Thôi, xin lỗi bạn nghe. Thôi mà đừng cãi nhau nữa. Bạn ơi, bạn cho tôi xin lỗi nha. Nói với con nhỏ này được nè. Dạ dạ. Mày á, không đẹp mà còn chảnh nữa. Thôi mà. Chảnh. Cái con này, ơi, đừng có cản, đừng có cản. Tao nói cho mày biết nha mày nha. Bạn tao cản nha, còn không thấy người gì đâu. Sợ mày chắc. Xin lỗi bạn nha. Đoàn lên. Đoàn lên. À, đừng có cãi nhau nữa. Thôi. Ướt hết trơn rồi nè. Đoàn lên. Gì? Dịu dàng lại coi. Quên. Đừng có bực mình nữa mà. Thôi mà. Thôi, bớt giận đi. Thôi, cái gì mà thôi. Đi quýnh lộn với người ta hả? Hai bà ca, bà nắm hai cái tay ra vậy nè. Rồi bà đưa cái mặt cho chúng giả hả? Thôi. Cái gì mà giả? Dạ, anh chị dùng gì? Ở đây có món nào mất tiền nhất không? Dạ, thì em mời anh coi. Ấy, cho đây trà đá ngang. Cho chị một ly cam ép đi em. Tiểu anh uống gì? Hai cam ép đi. Vậy là hai cam ép một trà đá hả không, chị? Không, không. Hai cam ép thôi. Còn ở đây một cam ép sữa. Dạ có liền. Tiểu Anh, khỏe không em? Dạ khỏe chị. Thủy Cơ nè. Hả? Thủy Cơ có tin những người như Đoan Linh cũng có tình yêu thực sự không? Sao sớm vậy? Chỉ cần có một người ở bên cạnh như thế này thì Đoan Linh cũng cảm thấy trong cuộc đời này cũng còn một ai đó để yêu thương. Đây nè, cho mượn bờ vai nè. Thôi, tự nhiên lâu ngày chị em gặp nhau, nói chuyện gì buồn hiu à. Chị Thi Cơ nè, chị được lên sóng truyền hình như vậy đó, chị có được nhiều tiền không? Tiểu Anh, em phải biết một người như chị là sống bằng thứ khác, chứ đâu phải từ đồng lương đâu. Đúng không? Em xin lỗi. Thủy Cơ. Bộ, cô đọc một chương trình hoài, không thấy chán sao? Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không đọc đâu.
Em đã gặp ông Nguyễn Minh ở trại sáng tác chưa? Dạ rồi, em gặp rồi. Bước đầu mọi việc rất tốt. Ồ, vậy là anh an tâm rồi. Anh chờ tin vui từ em đó. Dạ. Anh đi nha. Cái ghế trầm thường, cũ kỹ, bỗng quá ngai vàng vì hơi nóng của em. Anh đu đưa trên thân phận cũ mà ngỡ mình là anh vua. Ủa? Em? Em xin lỗi anh nha. Tại vì em tới mà không có gọi trước. Tại em vui quá. Có chuyện gì mà vui vậy em? Thì tập thơ của anh đó. Vậy à? Anh biết không, bạn của em với nào cũng thích hết trơn á. Nè, 20 cuốn, em bán được 19 cuốn, thu được nhiều tiền lắm, anh cầm giùm em nha. Ai làm vậy? Thôi, em đem về trả lại cho bạn bè của em đi. Hả? Thôi, anh cầm đi. Thôi, anh đã nói thôi mà. Cầm giùm em làm đi vậy? Mà. Thôi, cầm giùm em đi. Em đem về đi. Anh thôi. Cầm đi ha. Em làm khỉ quá. Thôi, em ngồi xuống đây, ngồi đi em. Đây, anh có làm một bài thơ để dành tặng cho em. Anh có ghi rõ là tặng Thủy Cơ nè. Anh sẽ in nó trên cái trang đẹp nhất của tạp chí Kỳ này. Thế không anh? Bây giờ em nghe nha. Cái ghế anh ngồi suốt mùa đông, mùa hạ, suốt thời trai trẻ, cũng chỉ là cái ghế. Cái ghế anh tiếp văn nhân, bác học và đủ các loại quan, cũng chỉ là chỗ ngồi. Cái ghế tầm thường và cũ kỹ, bỗng quá ngai vàng vì hơi nóng của em. Tiếp nè. Hay quá. Anh đu đưa trên thân phận cũ mà ngỡ mình là vua. Hay không? Hay, dạ hay quá. Ủa hết rồi anh? Ừ, hết rồi. Trời ơi, thơ anh hay quá. Vậy xúc hả? Động quá trời luôn. Tìm anh đập thình thịch nè anh. Đâu? Nè. Đâu? Thấy đâu? Không? Để anh nghe coi. Anh giúp em một chuyện được không? Gì chị em? Ông chú của em ở bên công ty của em á. Ôi cái thằng đó hả? Cho người mang hai chai Mattel XO cột chung với cái bao 5 triệu đồng. Anh thì thèm gì cái đó. Nó có 10 cái gọi là khảo cứu nhăn củi. Nó cứ xào qua xào lại, in tới in lui thành 12 cái đầu sách. Thứ ấy hả, có văn gì đâu mà xét. Anh này, anh sao anh đì chú em quá vậy? Cái thằng đó chán lắm em ơi. Anh à, anh, hay anh xét em bù đi. Hả? Vậy hả? Để anh xem nào. Yeah.